để nó kéo căng cái phần cơ ngực của các bạn lên được. Tiếp tục xuống, đó, lên. Lên không còn phải lên khoái cái cẳng tay cao quá vậy đâu. Tập cực kỳ vô ngực luôn, đó, ngực rung là gồng rất là nhiều nè. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài là đẩy ngực tạ đơn với ghế ngang tập cơ ngực. Rồi, em bắt đầu vào đây nên chỉnh dần cho quen. Rồi, cái góc độ mà các bạn lưu ý á. Rồi, bây giờ em tập nhấc tạ lên trước đi. Rồi, khoan. Nè, với đừng giữ cái lưng cong như vậy. Rồi, hãy bước ra đây. Em nên để cái cục tạ chính xác là nằm ở vị trí này. Giữ cái lưng thẳng và nhấc lên, sau đó bước lùi về cái ghế, nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Rồi, rồi đứng thẳng lên. Đó là cách cái nhấc tạ an toàn cho các bạn. Rồi các bạn bước vô cái ghế, các bạn để nó lên đùi. Rồi sau đó các bạn sẽ ngã ra sau và đồng thời nhấc cái đùi lên để nâng cái tạ. Rồi, thực hiện. Đúng rồi, đẩy lên luôn. Rồi, ok. Bây giờ cứ xuống, ưỡn ngực lên. Giữ thẳng, lên, đẩy. Thở ra cỡ này thôi, rồi tiếp tục chín cái thực hiện lại như vậy. Rồi có những điều lưu ý là các bạn hãy bóp chặt cái thanh đò, bóp chặt cái tạ đơn, giữ cho nó đừng có bị lắc qua lắc lại, cố gắng giữ thăng bằng. Rồi nha, lưu ý là cái cổ tay đừng có vẽ cong như vậy, giữ thẳng đó, giữ thẳng như thế này là tốt. Tiếp tục là cái góc xuống, lúc xuống các bạn phải nhớ là các bạn ưỡn cái ngực của các bạn lên thì nó mới tạo thành một cái góc kéo để nó kéo căng cái phần cơ ngực của các bạn lên được. Rồi, nhớ nha, lưu ý một góc nữa là khi mà các bạn ở góc này nè, các bạn nhìn lên, các bạn sẽ thấy là cái phần tay của các bạn nó sẽ không có duỗi thẳng ra, nó giữ lưng lưng gì thôi thì nó tập mới vào cơ ngực của các bạn được. Cố gắng lên, còn 4 cái nữa. Lên, thở ra, có thể xuống, hít vào bằng mũi. Lên, thở nhẹ ra bằng miệng một xíu. Cố gắng gồng, chân nè, giữ thăng bằng, co cái chân lại, giữ thăng bằng. Đúng rồi, đừng có duỗi cái chân ra hết nha, co cái chân lại, trụ trên ghế, giữ thăng bằng. Thêm nữa là cảm giác là cái phần cơ lưng, cơ vai các bạn phải ghì dính chặt vô cái ghế một xíu thì các bạn mới giữ thăng bằng được. Rồi, cố lên, còn một cái nữa. Cái cuối rồi, ráng lên. Ok rồi, quay tạ, để lên đùi, ngồi dậy. Với những người mới tập, cái mức tạ khoảng tầm 7.5 đến 10 kg là đã nặng lắm rồi và hết sức rồi. Các bạn cố gắng giữ thăng bằng để đẩy. Sẽ rất là lâu để các bạn có thể lên được mức tạ 10 mấy, 20, 30 kg. Các bạn cần phải kiểm soát cái mức tạ rất là tốt, kiểm soát cái thăng bằng rất là tốt, kiểm soát nhịp hít thở rất là tốt, kiểm soát cái cổ tay rất là tốt. Và xuống hít vào, lên thở ra, xuống ưỡn ngực, lên vừa vừa thôi, giữ cho cái phần cơ ngực nó tác động vào sâu hơn. Rồi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục vào bài hít đất với chân ở trên ghế. Với cái bài hít đất tầm cao này, cái góc độ tác động nó sẽ vào cái phần cơ ngực ở phía trên. Rồi, bắt đầu, chân trên ghế. Rồi, các bạn lưu ý là nếu mà các bạn mới tập á, các bạn cứ kiếm một cái gì đó, các bạn mở rộng tay, xuống 10 cái, hít vào đây, em cứ xuống 10 cái, hít vào đây, xuống chậm, rồi. Cái góc độ xuống cỡ này thôi là được nè, góc độ xuống cỡ này thôi, tiếp tục xuống, đó, lên. Lên không còn phải lên khoái cái cẳng tay cao quá vậy đâu, giữ lưng lưng vậy thôi, rồi xuống. Khi mà các bạn giữ lưng lưng như vậy, cái góc độ nó vô ngực của các bạn rất là nhiều nha. Giữ cái mông cao hơn một xíu, 4 rồi đó, trụ đó, để dồn, để khi mà các bạn giữ cái mông cao, cái lực nó mới dồn, nó ngã cái áp lực xuống phần phía dưới, phần cơ ngực của các bạn được. Cái phần cơ ngực ở phía trên của các bạn được. Rồi, giữ mông cao, cái thứ 6 rồi. Ráng lên, bốn cái nữa, xuống. Đúng rồi, cứ hít như thế là sẽ vô phần cơ ngực, chậm, lên như vậy. 8 rồi, lưu ý là đừng có khoái cái cẳng tay, giữ lưng lưng thôi. Các bạn giữ lưng lưng như vậy, nó vô phần cơ ngực rất là nhiều. 9, nhớ giữ mông cao, xuống tiếp. Lên, 10, ok, như vậy là tốt rồi. Rồi, đó, chỉ cần hít như vậy là tốt rồi. Nhớ nha, dồn người về phía trước một chút, giữ cái mông cao một chút thì tập nó sẽ vô cái phần cơ ngực của các bạn nhiều hơn rất là nhiều. Rồi, xong. Rồi, cứ ngồi đó đi. Rồi. 2, 3. Rồi, đến với cái bài tiếp theo, chúng ta sẽ tập bài đẩy ngực ngang với thanh đòn. Đây là một cái bài tập mà rất phổ biến, mà các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở các phòng tập và các bạn có thể dễ dàng tập được cái bài tập này. Nhưng các bạn lưu ý một điều đầu tiên á, là cái trọng lượng của cái thanh đòn. Với những cái thanh đòn loại nhỏ như thế này, trọng lượng cỡ 10kg, nó phù hợp đối với những người mới tập, mới bắt đầu nha. Rồi, đầu tiên là tư thế các bạn sẽ nằm lên ghế. Rồi, em cứ nằm lên, nằm xuống đi. Rồi, đầu tiên canh cái vị, các bạn phải canh cái vị trí của cái đầu của các bạn để cái đầu của bạn nó không tán vào cái đó.
cái góc mà lý tưởng á, là khi mà các bạn nằm á, các bạn sẽ thấy một cái đường thẳng từ trên này, các bạn hình dung á, là cái thanh đòn của các bạn nó sẽ có một cái đường thẳng xuống, nó nằm ngay cổ là sai, nó phải nằm tầm ngay mắt, nghĩa là bạn phải nằm xích xuống một chút, rồi đúng không, nằm xích xuống một chút nha, nhớ lưu ý. Rồi cái chân của chúng ta các bạn sẽ kéo lại xuống ở vị trí này để làm sao để nguyên cái lòng bàn chân nó gì một cách thăng bằng trên sàn nhà thì các bạn mới giữ được cái người của bạn nằm chuẩn và thăng bằng. Rồi tiếp theo là cái vị trí nắm cái thanh đòn. Rồi ok, em nắm vị trí thanh đòn đi. Cái vị trí nắm của thanh đòn á, các bạn sẽ lưu ý là cái trên cái thanh đòn tạ nó sẽ luôn luôn có cái vân nhám chỗ, cái vân xen kẽ giữa cái chỗ nhám và cái chỗ không nhám, thì cái ngón cái, ngón tay trỏ của các bạn cầm ở cái vị trí giữa này là được. Tại vì sao? Tại vì ở cái góc mà nhìn ngang từ cái hướng này lại đó, cái góc nhìn ngang xuống lại, khi mà các bạn nhấc cái thanh đòn lên thì khi mà đưa xuống nó sẽ tạo thành một cái góc giữa cái cẳng tay với cái bắp tay, nó khép lại thành một cái góc vuông như thế này. Cái góc này, cái góc độ này là cái phần cơ ngực của các bạn nó sẽ được mở ra ở một góc độ lý tưởng để nó tập và vào cái phần cơ ngực. Rồi ok, bây giờ nghĩa là tùy cái chiều cao của bạn, ví dụ với cái tay của bạn này rất là rộng thì bạn ấy sẽ cầm rộng ra vậy. Nếu bạn nào mà các bạn thấp hơn cỡ 1m65 á thì các bạn sẽ cầm hơi hẹp lại một chút. Rồi nếu các bạn cầm càng sát vô trong á thì cái lực nó sẽ bớt tải vô cái phần cơ ngực mà nó sẽ tải nhiều vô cái phần cơ tay sau của các bạn, nên các bạn hãy giữ ở một cái góc độ rộng thì khi các bạn nâng đẩy ngực thanh đòn nó mới kéo dài rộng cái phần cơ ngực của các bạn lên được. Rồi ok, bây giờ nhấc cái thanh đòn lên, nắm chặt. Rồi ok, từ đầu trước khi nhấc cái thanh đòn các bạn cần lưu ý một điều, đó là vị trí này là một cái vị trí sai. Đây, cái góc độ bẻ cổ tay như thế này, rất nhiều bạn đẩy thanh đòn và các bạn bẻ cong cái cổ tay như gì thì cái lực trọng lượng, đây là thanh đòn không, nhưng khi mà các bạn ráp thêm tạ thì cái việc mà các bạn uốn cong cái thanh đòn, uốn cong cái cổ tay, các bạn giữ nó như thế này, cái góc độ nó bẻ, nó sẽ căng những cái cơ dây chằng ở cổ tay ở đây. Như vậy thì cái trước khi mà nó tác động vào cơ ngực của các bạn thì các bạn đã bị căng cơ và các bạn đã bị dễ dàng chấn thương cái phần cổ tay. Nên nhớ lưu ý là giữ cái cổ tay cứng và thẳng như vậy, rồi hãy nhấc thanh đòn ra. Ok, bây giờ em có thể nhấc thanh đòn ra. Rồi các bạn lưu ý là các bạn sẽ đưa cái góc thanh đòn nó ngang phần giữa cái phần đầu ngực của các bạn. Rồi các bạn xuống, các bạn sẽ ưỡn ngực lên cho thanh đòn vừa đủ chạm, khẽ chạm thôi. Rồi các bạn đẩy lên, thở ra. Rồi hãy thực hiện 9 lần như vậy nữa. Rồi em cứ thực hiện đây là anh chỉnh gần cho. Đúng rồi, xuống, lên. Đó, thở ra. Lúc mà các bạn xuống, các bạn nhớ lưu ý các bạn hơi ưỡn cái ngực của các bạn lên một xíu. Đó, thở ra. Với người mới tập, khi mà các bạn chưa quen, hãy làm quen với cái thanh đòn không có bánh tạ xung quanh. Tại vì nó cũng là 10kg rồi. Nếu mà bạn nặng khoảng tầm 50kg. Rồi ok, tiếp tục đẩy đi. Đó, nhìn cái góc độ này nè, thấy cái thanh đòn ngang không? Rồi lưu ý, lên, đẩy lên đi. Cỡ này thôi là vừa. Đừng đẩy lên quá như vừa rồi. Các bạn đẩy lên quá, các bạn khóa cái cẳng tay gì, cái lực nó vô phần cánh tay của các bạn rất là nhiều. Giữ ở cái ngưỡng mà nó lưng. Cỡ này, rồi xuống. Cỡ này 6 cái rồi, nó vô ngực của các bạn nhiều hơn rất là nhiều. Đó, đó là lý do mà các bạn khi mà các bạn đẩy ngực, các bạn đừng có đẩy hết cái cánh tay của các bạn lên mà các bạn khóa lại. 8, 2 cái nữa, cố gắng lên. Gồng, giữ, gì, từ từ cho quen. 9, đúng rồi, xuống tiếp tục, hít vào. Lên, nhẹ nhàng, thở ra. Rồi, đưa thanh đòn từ từ vào vị trí. Đó, đưa thanh đòn từ từ vào vị trí, cứ giữ đó. Coi thử là cái nó có vô khớp hay không, nhìn trái, rồi nhìn phải, coi nó vô khớp hay không nha. Rồi mới từ từ thả tay ra, ngồi dậy, đừng vội vàng ha. Rồi, bài tập này các bạn có thể tập 4 hiệp lặp lại với số lần 10. Rồi. Ép ngực, tạ đơn, ghế ngang. Rồi, thực hiện 10 lần. Rồi, về đi. Rồi em đứng để đứng qua bên nè. Các bạn lưu ý là các bạn tập này á, các bạn đã tạ chỗ này nè. Rồi bước chân vô giữa. Rồi đứng, đúng rồi, ưỡn ngực lên, nhấc tạ lên. Rồi đứng thẳng vậy. Rồi bước chân vô ghế. Rồi để tạ lên đùi. Tiếp tục ngã ra sau. Rồi đẩy tạ lên, đẩy ha không, đẩy tạ lên, giữ mức này, bài này là bài ép ngực, tạ đơn, ghế ngang. Rồi nhớ nắm chặt thanh đòn, nắm chặt cái đòn tạ lại.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở nè. Mở ưỡng lên vừa tay thôi, cỡ này thôi. Các bạn đừng có duỗi hết cánh tay ra nha, cũng đừng có co tay quá vô gì. Các bạn giữ ở cái ngưỡng này thôi. Rồi, góc độ này nè, chỉnh cái góc độ, các bạn đừng có mở lên vai cao quá nha. Các bạn mở gì nó vô vai của bạn không à. Các bạn giữ ở góc này thôi là được. Rồi, xuống, ưỡng lên, khép vô. Đúng rồi, cỡ này thôi, đừng có duỗi hết cánh tay nha. Rồi, tiếp tục, chân kéo về giữ thăng bằng ở đây. Rồi, chỉnh góc này lại, bên kia, tay bên kia tương tự. Rồi, ép vô. 2, rồi, 8 lần như vậy nữa. Xuống, lưu ý, hai tay từ từ cảm nhận xuống cho nó đều, ép lên. Rồi, 3 cái, 7 cái như vậy nữa. 3 rồi, cố gắng hai tay cho nó đều nha. Rồi, tay bên phải xuống sâu hơn một xíu. Với cái bài tập này, các bạn phải hết sức lưu ý là kiểm soát cái góc độ mở của hai tay nó bằng nhau. Lưu ý tiếp theo nữa là khi mở ra các bạn đừng có bẻ cong cái cổ tay, nắm chắc cái tạ đơn lại. Tiếp tục, 5 cái như vậy nữa, ép vô. Rồi, tiếp tục, 4 cái nữa thôi là được rồi. Đó, khi mà các bạn mở ra các bạn phải hơi xuống tạ sâu một chút. Các bạn sẽ cảm thấy cái phần cơ ngực của này của các bạn được kéo căng hơn rất là nhiều. Và sau đó các bạn sẽ tiếp tục ép lên, 3 cái nữa, cố gắng lên. Đó, mở ra, hít vào, ép lên, thở ra. Lưu ý khi ép lên đừng có duỗi hết cái cánh tay nha, giữ cái tay hơi cong cong một chút thôi thì cái phần cơ ngực nó sẽ chịu lực vô rất là nhiều. Đó, ép vô. Rồi, một cái nữa thôi, ráng lên, ép vô, ép. Đúng rồi. Rồi, ngồi dậy. Với người mới tập á, các bạn lựa chọn cái mức tạ khoảng tầm 5 kg mỗi bên tay. Là tập nó ép ngực vô khủng khiếp rồi. Nhớ nha. Rồi, lựa chọn như mức tạ nhiêu đó thôi. Kiểm soát kỹ thuật cho nó tập cho nó đúng rồi đã. Rồi, từ từ lên tạ sau. Tập như vậy là rất là tốt. Cứ tập như thế, xong. Khép tạ đơn lại, đẩy ngực, tạ búa ghế ngang, tập cơ ngực giữa. Rồi, vô. Đây. Các bạn lưu ý là với cái bài tập này các bạn sẽ lựa chọn mức tạ nhẹ thôi, không cần quá nặng nha. Rồi, để lên ghế, nằm, ngã xuống, nhấc đùi lên. Rồi, lưu ý khép cái tạ lại, khép chạm vô nhau luôn cũng được. Rồi, xuống các bạn sẽ giữ nó ở phần giữa cái phần ngực của các bạn. Rồi các bạn xuống, các bạn ưỡn ngực lên, các bạn đẩy lên. Khi các bạn đẩy lên, các bạn hơi khép cái khuỷu tay vô chút. Nè, điều khiển tay vô gì? Đó, đẩy vô gì nè. Các bạn sẽ cảm thấy cái phần ngực ở đây các bạn sẽ được ép vô rất là nhiều. Rồi tiếp tục 9 cái như vậy nữa. Xuống, ưỡn ngực lên, đẩy lên, khép tay vô chút. Đó, vô phần ngực rất là nhiều. Nhớ nha, xuống, ưỡn ngực lên, đẩy, khép tay vô chút, khép vô, đúng rồi, phải khép vô nha. Rồi 7 cái nữa, xuống. Đó, bây giờ các bạn thấy cái phần ngực gồng ra, cận cảnh coi cái phần ngực nè, nó gồng rất là nhiều nè, đó. Đây, đây là bài tập cực kỳ vô ngực luôn. Đó, ngực rung là gồng rất là nhiều nè, đó. Ép vô, quên ép rồi. Ráng ép vô, đó, khi ép vô nè, thấy không, đây là ngực nè. Vô rất là nhiều á. Rồi, đẩy lên, ráng đẩy lên. Ép vô. Rồi, ba cái nữa thôi. Xuống, đẩy lên, ráng bóp chặt tạ đơn lại, ép vô. Rồi, ép tay vô. Rồi, đúng. Hai cái nữa. Xuống, hít vào, lên thở ra, tập là phải cố gắng lên. Ép tay vô, đúng, chính xác. Xuống cái cuối, xuống hít vào, lên. Ép vô. Rồi, xong, ngồi dậy. Rồi. Tập là các bạn phải cố gắng ghi ép từng điểm một, các bạn mới tăng cơ được. Nhớ nha, kiểm soát cái mức tạ, ép, ghi, ưỡn, nó mới vô được. Cứ tập như thế, xong. Do you wanna know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give.
lên nào. Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be